Kính thưa quý vị, kho chứa hàng bị cháy. Trưa hôm nay ngày 28 tháng 11, nhiều công nhân làm việc tại kho chứa hàng của trung tâm tiếp vận xanh trên quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Sài Gòn nghe nhiều tiếng nổ, sau đó ngọn lửa bùng phát. Mọi người hô hào nhau dùng bình chữa cháy mini để dập tắt đám cháy, nhưng bất thành do kho hàng có nhiều hóa chất. Lửa lan rộng ra cả khu vực kho rộng hàng nghìn mét vuông. Lửa cháy lớn tạo nên một cột khói cao hàng trăm mét, mùi hôi nồng nặc khiến nhiều người hoảng loạn. Người dân sống xa hiện trường hàng trăm mét, thậm chí những người lưu thông ngoài xa lộ Hà Nội cách rất xa cũng lo lắng khi khói đen cuồn cuộn bốc lên. Xe chữa cháy của khu chế xuất Linh Trung được điều đến, song cũng không thể dập tắt lửa. Công an địa phương phong tỏa hiện trường và gọi cho cảnh sát cứu hỏa. 17 chiếc xe chữa cháy và hơn 200 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Các xe thang được vận hành đưa nước từ trên cao xuống giảm nhiệt độ của lửa. Do kho hàng bích bùng luôn trong tình trạng nhiệt độ cao và lửa cuồn cuộn bên trong nhà, khiến cảnh sát phải phá tường vào trong. Hàng chục container hàng cũng được di dời để lấy không gian chiến đấu với giặc lửa. Vòi rồng được triển khai ở nhiều hướng nhằm cô lập ngọn lửa, tránh cháy lan. Sau 3 giờ cứu lửa, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt, song vẫn âm ỉ bên trong. Theo thống kê ban đầu, hai nhà kho có diện tích hàng nghìn mét vuông cùng hàng trăm tấn hàng hóa chứa bên trong đã bị cháy rụi và đổ sập, không có thiệt hại về nhân mạng.